Vũ mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên cánh đồng của Phước Ninh. Đó, hôm nay là anh em bắt đầu là cày sới dữ lắm nha các bạn. Nên là mình tranh thủ để quay video cho các bạn xem nha. Đây là chiếc 825 nha. Đang cày với tốc độ rất là cao luôn. Thường thường thì Belegut thì sẽ cài vàng 7 chảo nha. Dòng Belegut thì vỏ nó là 16 là 18.430, vỏ trước là 11.220 nha. Anh em thường thường thì hay lên mâm 11 cho lên mâm 13 nha các bạn. Này là chiếc này thì mâm không có lên nè. Đua khúc đảo lên. Đây thì đất này đất đen nha các bạn. Thì cài thì đất ruộng thì cài có này thôi các bạn, chứ không có xuống sâu nữa nha. Cái đầu lài thì có gan, nhưng mà cái đầu đứng lên thì phản xuống cả chừng tấc rưỡi nha. Cài sáng và mùa bên kia các bạn. Đám này cũng mấy mẫu à, đám này cả 3 mẫu các bạn. Của chú Chính Bình nha các bạn. Anh em thì rất là ưa chuộng vàng của chú Chính Bình nha. Vàng của chú Chính Bình với vàng của Việt Sắt. Vàng của Việt Sắt ở Tân Biên nha. Đây chạy cũng vài vòng nó xong cái phần này là còn chạy cái xung quanh giạc nha các bạn. Chiếc này thì của ở Phước Ninh mình luôn nha. Ở cabin dán kiến điện khui rồi. Trình sơ sơ vô không thấy tài xế, với lại dán cái gì cho đỡ nóng các bạn. Đỡ nóng dữ lắm. Chiếc này thì ảnh nói đời 90 ha. Còn mấy lần nó xong rồi mình quay ra giặt ngang nha các bạn. Giặt xuôi này dài quá khó quay nha. Nãy gặp con cúc, nó có mấy con cúc con đó mà sao mình mới để cái điện thoại xuống là mình nhìn mất dấu nó rồi, không có bắt nó được nha các bạn. Bắt cúc con về nuôi
chứ giờ để đây xong ta cài lắp nó cũng chết hết à. Cài lắp nó chết nha các bạn. Nó là mình mới để cái điện thoại xuống là tính đi kiếm nó đừng tắt nó mà nó chạy mất tiêu rồi. Chạy luôn 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 rất là nhanh luôn. Đây, chảo bẫy xuống chính bình. Chỗ Bessina luôn à, chỗ sau là chỗ Bessina. Đây nó làm cái thùng đồ hết bự luôn. Ở trước là cũng Bessina luôn à. Dán cabin nhìn đang thui nhìn ngầu quá. Trời đã nắng các bạn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục chạy đua. Dạ không biết mấy con cút có nằm phương nào. Cái lắp nó chết hết rồi. À, con cút con hồi nãy là nó chắc ở nó bằng con cẳng cái các bạn. Bằng con cẳng cái vậy. Lủi 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 lẻ ghê luôn. Pelagos thì vẫn sử dụng động cơ Pelagos nha các bạn. Dung tích vẫn là 4.7 lít ha, 4 máy. Bê tông nó là 110 x 125 nha. Con nó được 2.200 nha các bạn. Nó cho ra công suất là 85 HP nha. Chiếc này thì nó nặng khoảng 4 tấn mốt nha các bạn, 4 tấn mốt mấy chục ký nha. Kho 7.600 thấy vậy đó chứ nó cũng có 3 tấn mấy à. Còn 3 mà F399 thì nó cũng dễ sát các bạn, nó cũng có 3 tấn, có cái để 3 tấn 8 các bạn. Sao mà cũng để nhẹ ghê. 3 tấn 8, 3 tấn 9, 3 tấn 88, 3 tấn 88 mấy chứ. Anh vớt coi cái đầu trên này cái nữa nha, là ở dưới lên là chừa được một quận đủ xuống là xong luôn á, là anh chạy giặt xung quanh nha. Đây cái đầu trên này nó hơi bự nè. Có điện thoại à. Vụ này thì anh em cài sới là chạy ngày chạy đêm luôn nha các bạn. Chạy ngày chạy đêm luôn cho kịp đó nha. Tại vì khi mà đất nó khô rồi á là trồng mì nó dở lắm nha các bạn. Thứ nhất là trồng nó lên đất nó khô quá thì nó lên không đều. Thứ hai là nó dặm đồ loại hay là mình cài sới mình trồng lại cũng thất bại tại vì đất nó khô rồi á. Nên anh em là phải canh dữ lắm, canh dừa đất dừa gáo là trồng liền nha các bạn. Dừa gáo trồng cho cây mì xuống rồi nó lên nó mới đều mới tốt được. Chiếc này thì anh chạy anh bung cửa ra ha, bung cửa cho mát rồi. Chắc không còn máy lạnh nữa. Ở đâu mấy chiếc này là ít có ai gắn xài máy lạnh ghi là. Nếu mà có lên máy lạnh rời ngoài các bạn. Để lốc lạnh rời ngoài. Cuộc đời của mấy con cút con nó lên đường rồi. Cài chỗ này nó lắp nó lên nó mất tiêu luôn các bạn.
Nãy mình tính bắt nó về mình nuôi chứ ai dè cuối cùng mình bắt không kịp. Đất ruộng này mà mấy dàn cày mà cày một hai mùa đó các bạn, cái lưỡi nó bén bén rồi đó, ăn nhìn đã lắm. À đó là chừa lại ít ha. Đây quay lên đang đùa lắp rỗng các bạn. Dàn là anh chỉnh ăn ăn đẹp quá. Bạn có quăng đất đẹp ha. Nó không có vô giờ nó không có giận sóng vòng vòng nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ chạy cái đầu giạc nữa là xong nha các bạn. Để mình chạy thêm một khúc nữa là mình kết thúc video nha. Rồi mình đi kiếm xe khác quay cho các bạn xem. Đây nha các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Các bạn nhớ đi ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về video mình đăng lên nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha.